Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé với họa tiết sò xen kẽ ở phần vành nón. Trên thân nón thì cũng có làm họa tiết sò thẳng hàng. Phía trước mình có trang trí một mẫu hoa 6 cánh và có luồng dây cài điều chỉnh ở phần vành nón để vừa với vòng đầu của bé. Đây. Dụng cụ mình gồm có lem miêu cô tông. Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm. Kim móc này dùng để móc phần thân nón nè. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim to hơn sợi len 1/2 nha. Ngoài ra thì mình còn dùng kim 2 đầu và dùng đầu số 4. Thì cái đầu kim này nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nè. Đây, nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len như thế này. Thì mình sử dụng đầu kim này để dùng viền lại cái phần vành nón cho phần vành của mình được cứng cáp hơn. Và kéo các len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó ta móc vào vòng tròn vừa tạo 16 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. 11. 12. 13. 14, 15 và kép đơn thứ 16. Khi đã móc được 16 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này nè, móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Thì khi hoàn tất được một vòng tròn 16 mũi kép đơn, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào thì vòng tròn của mình lúc này nó sẽ nhỏ lại nè. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái vòng thứ hai. Từ hai mũi móc xích này ta tiếp tục móc lên thêm một mũi móc xích nữa. Sau đó móc cho mình vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời ở phía trên á. Ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Khi đã hoàn thành được mũi kép đơn thì tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc thứ ba để móc một mũi kép đơn vào đây. Như vậy là mình có được các cái mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích nè. Vào các cái chân móc của cái vòng tròn đầu tiên á. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc cho mình xen kẽ một mũi móc xích, sau đó là một mũi kép đơn vào lần lượt các chân móc của vòng tròn phía dưới. Sau khi móc được xen kẽ cho đến cuối vòng thì ở chân móc cuối cùng cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở 3 mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên nè, 3 mũi móc xích đầu tiên này các bạn sẽ đếm lên cho mình 2 mũi, sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai và móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ hai xen kẽ với các cái mũi móc như thế này. Để móc tiếp được vòng tròn thứ ba thì các bạn sẽ di chuyển kim đến cái chính giữa, khoảng trống chính giữa của hai mũi móc xích này và mũi kép đơn kế bên. Ta có cái khoảng trống này nè, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Từ đây lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó cũng đâm kim vào khoảng trống mà ta vừa móc mũi dời và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và móc vào đây một mũi kép đơn.
Sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Thì ta có được hai cụm chân móc như thế này. Ở cái cụm đầu tiên, ba mũi móc xích gây nên thì hai mũi xích đầu tiên sẽ là một mũi móc. Ở đây mình có được một cụm nè, hai mũi xen kẽ là một mũi móc xích. Thì cụm bên cạnh cũng tương tự, hai mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích. Và đều cùng chung một khoảng trống nha. Khoảng cách giữa hai cái cụm này nó sẽ không cách nhau mũi xích. Thì tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên này một mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục một mũi kép đơn nữa vào khoảng trống ta vừa móc. Ta được thêm một cụm như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa. Lưu ý cho mình là khoảng cách giữa hai cụm nó sẽ không cách nhau là một mũi xích nha. Chỉ có khoảng cách giữa hai chân móc cùng một khoảng trống thì mới cách nhau là mũi xích. Thì từ đây di chuyển kim qua khoảng trống kế bên và móc một cụm tương tự. Sau đó làm tương tự đến cuối hàng. Sau khi móc được đến cuối hàng các cụm chân móc thì ở chân móc đầu tiên, ba mũi móc xích gây nên đầu tiên, ta cũng đâm kim vào chân móc thứ hai của ba mũi móc xích này, sau đó móc vào đây một mũi dời. Di chuyển kim đến khoảng trống chính giữa của mũi xích và mũi kép đơn đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên ba mũi móc xích. 1 2 3. Thì ba mũi móc xích này, hai mũi đầu tiên sẽ là một mũi móc. Lên một mũi móc xích nữa sẽ là khoảng cách giữa hai mũi nè. Tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Đây, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn nữa. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó ta bỏ qua chân móc mà cái khoảng cách của hai cụm á, bỏ qua chân móc này và móc cho mình vào cái khoảng cách giữa hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới nè. Đây, hai chân móc cùng một khoảng trống. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống này một mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục một mũi kép đơn nữa vào khoảng trống đó. Ta được hai cụm chân móc như thế này. Khác với cái vòng móc thứ ba, ta móc các cái cụm chân móc nè, không cách nhau một mũi móc xích, thì ở vòng móc này ta sẽ cách nhau là một mũi móc xích nha. Đây, phía dưới không cách nhau thì ở trên này ta sẽ cách nhau một mũi móc xích nè. Sau đó móc tiếp vào khoảng trống của hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới. Đây, móc cho mình vào cái khoảng trống này một cụm chân móc gồm hai mũi kép đơn và xen kẽ hai mũi kép đơn này sẽ là một mũi móc xích. Lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn nữa. Thì ta cũng có thêm được một cụm chân móc thứ ba nè, và khoảng cách giữa các cụm nó sẽ cách nhau là một mũi xích nha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Móc tiếp vào khoảng trống của hai chân móc cùng một khoảng trống ở phía dưới á. Đây. Hai chân móc cùng một khoảng trống và móc vào đây một cụm. Một mũi kép đơn, lên một mũi móc xích và một mũi kép đơn nữa. Ta được cụm chân móc thứ tư, xen kẽ là một mũi móc xích. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Lên một mũi xích, móc vào khoảng trống của hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới một cụm chân móc, gồm một mũi kép đơn, lên một mũi móc xích và tiếp tục một mũi kép đơn nữa. Lên một mũi xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc xen kẽ được đến cuối vòng thì ở cuối vòng cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Và ba mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên cũng đâm kim vào chân móc thứ hai và móc một mũi dời. Di chuyển kim vào chính giữa của hai mũi móc xích và mũi kép đơn kế bên này, móc vào đây một mũi dời. Từ đây lên hai mũi móc xích. 1 2. Thì cái khoảng trống đầu tiên này móc cho mình vào đây 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau và ta sẽ không cách mũi xích nha. Thì hai mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên nè, nó sẽ là một mũi móc. Ở đây mình không móc lên 3 mũi mà chỉ móc lên 2 mũi để tính đây là một mũi móc nha. Sau đó tiếp tục móc thêm cho mình hai mũi kép đơn nữa vào khoảng trống ta vừa móc. Kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Như vậy là ở đây mình được 4 mũi kép đơn nè. Đây, 4 chân móc như thế này.
Tiếp tục các bạn di chuyển kim vào chính giữa của hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới. Đây, hai chân móc cùng một khoảng trống này và móc cho mình vào đây 4 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 và 4. Ta được thêm cụm chân móc thứ hai như thế này. Tương tự cụm chân móc tiếp theo cũng móc cho mình vào khoảng trống của hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới nè, móc vào đây 4 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư. Thì ở đây ta được 3 cụm chân móc như thế này. Ta gọi đây là họa tiết sò nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Cũng móc vào khoảng trống giữa hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới nè. Móc vào đây 4 mũi kép đơn. 1 2 3 và 4. Di chuyển kim đến khoảng trống của hai chân móc cùng một khoảng trống phía dưới và cũng móc tương tự một họa tiết sò, gồm 4 mũi kép đơn. 3 4 và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái mũi sò đầu tiên này nè. Móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng móc thứ 5. Và các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở cái phần đỉnh nón ta móc kín, hàng thứ 2 móc hở, hàng thứ 3 khá kín, hàng thứ 4 hở và hàng thứ 5 kín nè. Thì để tiếp tục vòng móc tiếp theo, vòng móc thứ 6, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò phía trên. Ở đây mình có 4 mũi móc cho họa tiết sò phía trên thì các bạn sẽ chia đôi cho mình, sau đó móc vào cái khoảng cách chia đôi của hai mũi nè. Đây, ta sẽ móc vào chính giữa của hai cái thân chân móc á. Móc vào đây cho mình một mũi dời nè. Sau đó lên hai mũi móc xích. Móc tiếp cho mình vào cái khoảng cách giữa hai chân móc chính giữa này. Móc vào một mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc tiếp vào cái khoảng cách đó hai mũi kép đơn nữa. Lưu ý là ta sẽ móc vào chính giữa của hai thân chân móc nha. 1 và 2. Ta được một cụm sò như thế này. Khác với cụm sò phía trên là nó có một mũi xích ở chính giữa nha. Còn cụm sò ở phía dưới thì nó sẽ không có mũi xích nè. Đây, nó liền nhau. Còn ở phía trên thì ta sẽ có mũi xích. Thì tiếp tục di chuyển kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò kế bên. Và cũng móc cho mình vào chính giữa của hai thân chân móc ở giữa nha. Móc vào đây một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. 1 2, sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình được thêm một họa tiết sò và chính giữa của họa tiết sò này có mũi xích nè. Tương tự như họa tiết sò đầu tiên. Thì các bạn sẽ tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên, cũng móc vào chính giữa của hai thân chân móc một họa tiết sò. Có hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta được họa tiết sò thứ ba cho vòng móc thứ sáu này. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Và lưu ý ở vòng móc này họa tiết sò của mình nó sẽ cách nhau là một mũi xích nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Móc vào chính giữa của hai thân chân móc chính giữa họa tiết sò phía trên một họa tiết sò, gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. Và làm tương tự đến cuối vòng. Đến cuối vòng thì móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên của họa tiết sò này một mũi dời và di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò này là cái mũi xích á, móc vào đây một mũi dời nữa. Như vậy là hàng móc thứ 6 của mình vừa hoàn tất. Đối với những size nhỏ thì các bạn có thể dừng lại ở hàng móc này, sau đó mình sẽ xuống cái phần thân nón. Thì hàng móc nào mình dừng thì phần thân nón nó sẽ tương tự như cái hàng móc đó. Đối với những size nhỏ hơn nữa, các bạn dừng ở vòng móc nào thì ta sẽ tiến hành móc phần thân như cái hàng móc ở phía trên nha. Còn ở đây đối với size của bé 3 tuổi thì mình sẽ tiến hành móc thêm một hàng móc nữa.
thì cái hàng móc này các bạn sẽ móc tương tự như sau. Móc lên hai mũi móc xích, móc vào khoảng trống ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Như vậy là mình được một cụm họa tiết sò tương tự như cái cụm họa tiết sò của hàng móc phía trên nè. Ở hàng móc thứ bảy này mình sẽ móc khác cái hàng móc thứ sáu một chỗ, đó là các cái họa tiết sò đều giống nhau nhưng mà khoảng cách giữa các họa tiết sò nó sẽ cách nhau là một mũi xích nè. Ở hàng thứ sáu thì mình không cách nhau mũi xích. Ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Đây, móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và cũng móc vào đây một họa tiết sò. Họa tiết sò của mình gồm hai mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Để tiếp tục họa tiết sò thứ ba cho vòng móc này thì ta sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò thứ ba ở phần phía trên nè. Đây thì các cái họa tiết sò nó sẽ cách nhau là mũi xích nha. Móc cho mình vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò. Hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. Lên một mũi móc xích và tiếp tục cho họa tiết sò kế tiếp. Đây thì lúc này nó sẽ khác nhau nè, ở giữa các họa tiết sò nó sẽ xen kẽ là một mũi móc xích, còn ở vòng móc thứ sáu ta sẽ không xen kẽ là mũi xích nè. Móc tiếp cho mình vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một họa tiết sò và các họa tiết sò của mình đều tương tự như nhau nha. Hai mũi kép đơn, lên một mũi móc xích và hai mũi kép đơn nữa, lên một mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng các họa tiết sò xen kẽ với một mũi móc xích thì cuối vòng cũng móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái họa tiết sò đầu tiên này nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc tiếp vào cái chính giữa của họa tiết sò đầu tiên này một mũi dời nữa để ta bắt đầu hàng móc tiếp theo. Móc lên hai mũi móc xích. Thì lúc này cái vòng tròn của nón nó đã vừa với vòng đầu của bé rồi, thì bây giờ mình sẽ không thêm mũi nữa mà ta sẽ móc thẳng hàng xuống để cái phần thân nón của mình nó được cao hơn, tạo cái độ sâu cho phần thân nón. Hoặc đối với những size lớn hơn thì các bạn có thể tăng cho mình lên cái số họa tiết của mũi sò này nè, tức là ta sẽ có 3 mũi kép đơn, một mũi xích và 3 mũi kép đơn cho họa tiết sò. Và cũng móc tương tự cho mình như các cái hàng móc mà ta móc ở phía trên này nè. Chỉ khác một chỗ là các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc của họa tiết sò thôi nha. Đây. Ở cái vòng nón này mình sẽ dừng lại ở họa tiết sò gồm 5 mũi, 2 mũi kép đơn xen kẽ một mũi xích và 2 mũi kép đơn cho một họa tiết sò nè, cách nhau một mũi xích như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc tiếp theo để cái phần thân nón mình nó có độ sâu. Như ban đầu mình có nói là các bạn dừng lại ở hàng móc nào thì cái phần thân đi xuống nó sẽ tương tự như cái hàng móc mà ta dừng. Ở đây mình móc một cụm xen kẽ là một mũi xích, sau đó là một cụm nè. Thì bây giờ cái hàng móc tiếp theo mình cũng làm tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc á. Đây, cái hàng móc mà mình vừa móc nó sẽ như thế này. Thì các hàng móc tiếp theo ở phần thân nón các bạn cũng làm tương tự. Ở mỗi họa tiết sò ta sẽ móc một mũi họa tiết sò tương tự ở phía trên và các họa tiết sò của mình sẽ thẳng hàng với nhau nha. Móc vào chính giữa của họa tiết sò này nè. Cái chân móc mà ta vừa móc này cũng móc vào đây một họa tiết sò. Lưu ý cho mình là họa tiết sò đầu tiên mình sẽ móc 3 mũi kép đơn, tính luôn cả hai xích đầu tiên sẽ là 4 mũi nha. Đây, ta được họa tiết sò đầu tiên như thế này, thẳng hàng với họa tiết sò phía trên. Ở hàng phía trên ta có một mũi móc xích thì ở phía dưới các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống chính giữa của họa tiết sò kế bên và móc vào đây một họa tiết sò. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, móc lên một mũi móc xích, tiếp tục kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư cho một khoảng trống. Ta được họa tiết sò thứ hai nè, và cái hàng móc này nó giống như cái hàng móc ở phía trên nha.
móc lên một mũi móc xích, sau đó làm tương tự đến cuối vòng. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè. Móc cho đến khi cái chiều sâu từ đỉnh nón xuống cái hàng móc thêm cuối cùng á, hàng móc thêm cuối cùng nó sẽ bằng đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng nha. Và cũng móc thêm nhiều hàng móc giống như cái hàng móc cuối cùng mà mình móc thêm mũi nè. Móc vào khoảng trống của họa tiết sò kế bên một họa tiết sò. Hai mũi kép đơn. Sau đó lên một xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. Ta được họa tiết sò kế tiếp cho cái vòng móc này thì khoảng cách sẽ có một mũi móc xích nè. Sau đó tiếp tục làm tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã móc lên thêm nhiều hàng móc không thêm mũi nè. Lúc này chiều cao từ đỉnh nón xuống hàng móc thêm cuối cùng đã bằng đến phần tay của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần vành phía dưới. Để kết thúc vòng móc cuối cùng cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở họa tiết sò đầu tiên này nè. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Trước khi móc cái phần vành nón thì ta sẽ tiến hành viền lại một hàng móc ở đây cho cái phần vành nón của mình nó được cứng cáp hơn. Thì cái cách viền sẽ như sau. Các bạn sẽ sử dụng mũi đơn. Ta sẽ móc vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời á. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó sẽ gặp chân móc chính giữa của cái họa tiết sò nè là cái mũi xích. Móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân móc kế bên của cái họa tiết sò này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khoảng cách giữa hai họa tiết sò kế bên là một mũi xích, cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Hoặc đối với một số trường hợp các bạn móc quá lỏng tay hoặc quá chật tay thì cái số mũi móc này so với số mũi đơn á, cái khoảng cách của mũi xích và mũi đơn nó sẽ không có đều nhau, nên khi viền lại toàn bộ như thế này, cái phần vành nón nó sẽ có cái độ rộng quá. Đây, lúc này cái độ rộng quá thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình. Ta móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Những cái khoảng cách mà ta thêm mũi xích này nè, các bạn có thể bỏ qua cho mình. Có thể bỏ qua cũng được, hoặc là ta có thể móc vào cũng được, tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật nha. Ta bỏ qua mũi xích ở họa tiết sò. Móc vào các chân móc, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Và móc vào khoảng cách giữa hai mũi sò kế bên là mũi xích á, móc vào đây một mũi móc đơn. Đây, làm tương tự cho đến cuối vòng. Thì các bạn cũng có thể bỏ mũi ở đây, hoặc là bỏ mũi ở khoảng cách giữa hai mũi sò cũng được nha. Bỏ cho đến khi nào mà cái vành nón này nó vừa với vòng đầu của bé nè. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân mũi đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này cái phần vành nón của mình nó đã có cái độ chắc chắn rồi nè và vừa với vòng đầu của bé. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần vành. Móc cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1, 2. Sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn. Móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ở cái hàng móc viền phía dưới nè, các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc. Đây, ta sẽ bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. 1, 2, 3. Chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn nha. Như vậy là ta đã được một nửa họa tiết sò nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1, 2. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Ta được thêm họa tiết nửa sò thứ hai. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Lên hai mũi móc xích.
Tiếp tục móc vào chân móc, ta vừa móc mũi đơn 2 mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân móc phía dưới và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Móc lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được các họa tiết nửa sò đến cuối vòng thì móc cho mình vào chân mũi đơn của nửa sò đầu tiên này nè. Móc đến chân mũi đơn này một mũi dời. Ta được hàng móc đầu tiên cho phần vành nón. Để cho cái phần vành nón này được bèo hơn và xòe ra thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thêm mũi. Móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời á. Móc tiếp cho mình vào đây 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Như vậy là ta vừa được nửa họa tiết sò đầu tiên. Để kết thúc nửa họa tiết sò này thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở cái nửa họa tiết sò phía dưới ta có mũi đơn 2 xích, sau đó là 2 mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được nửa họa tiết sò. Các bạn để ý cho mình, ở cái hàng móc thứ hai của phần vành nón thì ta sẽ móc vào các cái chân móc nè, chân móc mũi đơn và cái chân móc của mũi kép đơn thứ nhất ở cái nửa họa tiết sò phía dưới nè. Thì sẽ móc vào cái chân móc của mũi đơn một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục 2 mũi kép đơn nữa để tạo họa tiết sò. Sau khi được một họa tiết sò như thế này thì để kết thúc họa tiết sò, ta sẽ móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở nửa họa tiết sò phía dưới nè. Sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên, chân móc kép đơn đầu tiên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Thì ta hoàn tất được họa tiết sò nè. Đây, tất cả các cái mũi móc của cái hàng móc thứ hai ta sẽ móc vào chân mũi đơn. Chân mũi đơn thì ta móc họa tiết sò, còn chân móc đầu tiên của hai mũi kép đơn á thì ta sẽ móc mũi móc đơn nha. Móc vào đây một họa tiết sò và móc vào đây một mũi móc đơn nè. Tương tự cho nửa họa tiết sò kế bên cũng vậy. Mũi móc đơn của họa tiết sò thì móc họa tiết sò, còn mũi thứ nhất của mũi kép đơn này thì móc một mũi móc đơn. Móc vào chân móc mũi đơn một họa tiết sò. Và tất cả các họa tiết sò của mình đều tương tự như nhau, 2 mũi kép đơn. Sau đó là một mũi móc xích, tiếp tục là 2 mũi kép đơn nữa. Khi móc họa tiết sò vào chân móc mũi đơn thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của 2 mũi kép đơn, một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc mũi đơn và móc một họa tiết sò tương tự. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai, lên một mũi móc xích và 2 mũi kép đơn nữa. 1 2 Móc vào chân móc của mũi kép đơn thứ nhất ở nửa họa tiết sò phía dưới nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Đây. Thì lúc này cái phần vành nón nó đã có cái độ rộng xòe ra như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối hàng. Móc vào chân móc của mũi đơn một họa tiết sò. 1 2 Lên một mũi móc xích, tiếp tục 2 mũi kép đơn nữa. Vào cùng một chân móc của mũi đơn. Sau đó di chuyển kim đến chân móc thứ nhất của hai mũi nè, móc vào đây một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lúc này cái phần vành của mình đã có cái độ xòe ra như thế này. Thì ở cái họa tiết sò thứ hai này ta bắt đầu là nửa họa tiết sò, thì các bạn sẽ kết thúc cho mình là nửa họa tiết sò còn lại. Đây, được nửa họa tiết sò rồi thì ta sẽ hoàn tất nửa còn lại ở bên này. Thì cái nửa còn lại này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mũi dời mà ta kết thúc của cái hàng móc thứ nhất á. Đây, chân móc mũi dời. Các bạn sẽ để ý cho mình đây là chân móc mũi dời nè. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên thì ta tính 2 mũi là một mũi móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai. Đây, đâm kim vào chân thứ hai và móc một mũi dời. Thì lúc này họa tiết sò của mình hoàn tất. Và cái mũi móc xích thứ ba của 3 mũi móc xích này nó sẽ là khoảng cách chính giữa của họa tiết sò nè. Đây. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ ba của phần vành nón ta sẽ bắt đầu là mũi đơn nha.
Các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của họa tiết xo phía trên này nè. Chính giữa của họa tiết xo phía trên là cái mũi xích mà mình gây nên á. Chia cái họa tiết xo ra làm đôi, sau đó móc cho mình vào cái chính giữa này một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Khi đã được một mũi móc đơn thì di chuyển kim đến chân móc mũi đơn của cái hàng thứ hai và móc vào chân mũi đơn một họa tiết xo. Hàng móc thứ ba thì ta sẽ móc vào chân mũi đơn và chính giữa của họa tiết xo nha. Móc vào chân mũi đơn một họa tiết xo, gồm hai mũi kép đơn, lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn nữa để tạo một họa tiết xo. Khi đã móc được một họa tiết xo vào chân móc mũi đơn rồi, thì tiếp tục để kết thúc cái họa tiết xo này, khác với cái hàng móc phía trên, ta móc vào chân móc thứ nhất của hai mũi kép đơn cùng chân. Thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của họa tiết xo. Và chính giữa của họa tiết xo sẽ là cái chân móc xích này nè. Móc cho mình vào chính giữa này, cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Thì ta sẽ hoàn tất được một họa tiết xo đầu tiên nè. Hàng móc thứ ba nó sẽ khác hàng móc thứ hai là ta bắt đầu bằng mũi đơn, còn hàng thứ hai ta bắt đầu là nửa họa tiết xo. Khi đã hoàn thành được mũi đơn vào chính giữa của họa tiết xo phía trên thì tiếp tục di chuyển kim đến chân móc mũi đơn và móc vào đây cho mình một họa tiết xo. 1 2 lên một xích, tiếp tục kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư để tạo họa tiết xo. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết xo kế bên. Móc vào đây một mũi móc đơn. Đây, ta hoàn thành được họa tiết xo như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình tất cả các cái mũi móc của mình đều làm tương tự. Chân móc mũi đơn thì ta sẽ móc họa tiết xo, còn cái chân nằm chính giữa của họa tiết xo thì ta sẽ móc mũi đơn nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Chân mũi đơn thì móc họa tiết xo và chân nằm chính giữa của họa tiết xo thì móc mũi đơn. Và họa tiết xo của mình nó cũng tương tự nha, gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. Chính giữa của họa tiết xo kế bên thì móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân mũi đơn, sau đó là chính giữa của họa tiết xo nè. Các bạn làm tương tự cho mình đến cuối hàng nha. Móc đến cuối hàng thì móc vào chân móc mũi đơn của vòng móc này một mũi dời. Đây, thì cái hàng móc thứ ba nó sẽ khác cái hàng móc thứ nhất nè. Kết thúc là mũi dời vào chân mũi đơn nha. Từ đây tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời 2 mũi kép đơn. 1 2 Ta tạo được nửa họa tiết xo nè. Thì cái hàng móc thứ tư này nó sẽ tương tự giống như hàng móc thứ hai của phần vành nón á. Móc tiếp vào chính giữa của họa tiết xo kế bên một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến chân mũi đơn và móc họa tiết xo. Sau khi được họa tiết xo thì di chuyển kim đến chính giữa và móc mũi đơn. Kết thúc các bạn sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ hai nha. Được nửa họa tiết xo thì ta sẽ làm nửa họa tiết xo còn lại. Và các hàng móc của mình nó sẽ xen kẽ, một hàng bắt đầu bằng mũi đơn thì một hàng bắt đầu bằng một nửa họa tiết xo nè. Kết thúc nửa họa tiết xo thì móc vào chân móc thứ hai một mũi dời. Đây, các bạn sẽ làm tương tự cho mình hàng móc thứ tư giống như hàng móc thứ hai. Tiếp tục cho mình thêm nhiều hàng móc xen kẽ tương tự như vậy nữa, cho đến khi cái phần vành nón nó đủ cái độ rộng rồi thì các bạn sẽ ngưng nha. Đây, lúc này cái phần vành nón của mình nó sẽ rộng ra như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình và thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc cho phần vành nón của mình nó đủ cái độ rộng rồi, thì các bạn sẽ tiến hành đổi kim và nẹp lại cho cái phần vành nón của mình nó được chắc chắn hơn. Thì ở đây mình sử dụng đầu kim hai đầu và dùng đầu số 4 nè. Đây, đầu kim nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nha. Khi dùng đầu kim như vậy thì nó sẽ giúp cho vành nón của mình nó được cứng cáp hơn. Và các cái họa tiết xo để viền này nó cũng khác cái họa tiết xo ở phía trên. Móc cho mình vào chính giữa của họa tiết xo đầu tiên bên này nè. Thì ta bắt đầu là mũi đơn, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Các chân móc thì sẽ làm tương tự giống như các hàng móc phía trên nha.
móc vào chân mũi đơn và chính giữa của họa tiết sò. Nhưng họa tiết sò ở phần viền thì các bạn sẽ móc kín cho mình. Ở đây mình có 5 mũi móc tính luôn mũi móc xích, thì các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần viền họa tiết sò, ta sẽ có 5 mũi kép đơn liên tiếp và ta sẽ không lên mũi xích ở các họa tiết sò nè. Móc vào chân móc mũi đơn này 5 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Sau khi được một họa tiết sò kín như thế này, tiếp tục móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn thì ta sẽ hoàn tất được họa tiết sò kín nè, và nó sẽ không có bị hở mũi móc ở chính giữa của họa tiết sò như các cái hàng móc ở phía trên nha. Ta sẽ làm tương tự cho các họa tiết sò giống như cái họa tiết sò mà mình vừa móc nè. Móc vào chân móc mũi đơn 5 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 và 5. Khi được họa tiết sò 5 mũi liên tiếp thì di chuyển kim đến chân móc nằm chính giữa của họa tiết sò phía trên, móc một mũi móc đơn. Đây, ta được họa tiết sò thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho các họa tiết sò còn lại. Chân móc mũi đơn thì móc họa tiết sò, và cái chân nằm chính giữa của họa tiết sò thì móc mũi đơn nha. Họa tiết sò gồm 5 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 3 4 và 5. Móc vào chân nằm chính giữa của họa tiết sò phía trên một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã viền lại được phần vành nón, cắt len và giấu len thì lúc này cái phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ cứng cáp hơn nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một sợi dây móc xích dài để mình luồn cái sợi dây này vào cái hàng móc cuối cùng của phần thân nón, điều chỉnh cho cái phần này vừa với vòng đầu của bé. Mặt trước thì mình trang trí thêm một mẫu hoa 6 cánh như thế này. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều mẫu hoa khác nhau cho cái phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón họa tiết sò như thế này. Chúc các bạn thành công!